Dạ vâng, Điện tử Cao Phong xin chào các bác và anh em. Trong chương trình ngày hôm nay, Điện tử Cao Phong lại tiếp tục test chất âm và cung cấp gửi đến các bác và anh em những cặp loa Mỹ xịn JBL Bass 30, hình thức cực kỳ đẹp, chất âm thì siêu đẳng, rất là hay. Vâng, Bass 30 và tép kèn dòng loa Mỹ xịn JBL, model là MD212M, rất đẹp luôn. Dòng loa đứng Bass 30, đây là một chiếc Cao Phong để nguyên cả những chiếc căng để các bác ngắm tổng thể, rất là đẹp luôn. Đó, còn đây là một chiếc Cao Phong đã tháo sẵn cái mặt căng ra để các bác ngắm nhìn cái bát này. Bát rất là đẹp, bát 30 và đẹp kẹt. Với những dòng loa Mỹ xịn thì các bác chỉ cần đứng cách xa tầm khoảng 1 mét là cái mùi thơm đặc trưng của dòng loa Mỹ xịn nó thoảng ra rất là thơm. Đó là người ta sản xuất bằng dòng gỗ cao cấp, chỉ có dòng loa Mỹ xịn mới có. Nên là các bác nếu mà tinh về âm thanh cũng là dành về thiết bị và dòng loa máy Mỹ thì các bác chỉ cần đứng cách xa 1 mét là các bác ngửi thấy là mùi loa Mỹ xịn ngay. Đó, rất là thơm, rất là thơm. Đó. Và chất âm của những dòng loa Mỹ xịn thì các bác yên tâm, nó là siêu phẩm rồi, rất là hay. Chất âm của nó thì không có một dòng loa nào cùng phân khúc và cùng cái tầm tiền có thể sánh được. Cái chất âm của nó rất là hay. Giải tần của nó, tiếng bát, tiếng tép, tiếng chung của nó rất là tách bạch và rất là nhuần nhuyễn. Bát đánh căng và đánh rất là nồng nàn. Tiếng chung ấm bay bổng và da diết. Tiếng tép đánh rất giòn tơi. Để các bác ghép vào cấu hình vừa nghe nhạc vừa hát karaoke trong gia đình, cũng như là các bác có thể ghép vào các quán cà phê, quán bar, các quán nhạc phòng trà, hoặc các bác đi làm sự kiện. Có nghĩa là phạm vi sử dụng của nó rất là rộng. Với những cặp loa Mỹ xịn như thế này, hình dáng rất là đẹp, còn rất là đẹp các bác nhé. Bên ngoài còn rất là đẹp luôn. Một tem logo JBL. Đó, các bác thưởng thức âm thanh nhưng các bác vẫn ngắm nhìn được những chiếc bát ở phía bên trong. Bát 30, đây các bác nhìn này, chiếc bát này, bát 30 gân vải lụa tẩm dầu, màng bát nhiều sóng, đấy, nón này các bác nhìn này, nón rất là còn rất là đẹp, nón lồi, hai lỗ thoát hơi và một phễu tép kèn, tép kèn. Và trên phễu của những dòng loa Mỹ xịn mà dạng dập một logo chìm JBL, đấy, logo chìm JBL, thùng rất là đẹp các bác nhá. Đó, tất cả phân tần bát, phân tần và tép Cao Phong bao zin cho các bác tuyệt đối. Tức là cặp loa này nó được mọi điểm, từ hình dáng đến độ nguyên zin, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, thùng vách cực kỳ đẹp, rất đẹp. JBL khắc chìm ở những tay sách này. Đó. Đây, các bác nhìn này, được kết nối vào này bằng jack 6 ly và jack Canon, jack lưu trích MD212M solo, đây là model nhá. Đây, JBL các bạn nhìn này. Đây, USA này. JBL USA. Đây, hàng Mỹ xịn của JBL. Thùng vách cực kỳ đẹp luôn. Đây, ngắm xa nhá các bạn, ngắm nhà xa này. Quá đẹp luôn. Và các bác có nhu cầu những cặp loa Mỹ xịn, các bác thích chơi hàng xịn, chơi hàng chất, hàng VIP thì các bác liên hệ Điện tử Cao Phong số điện thoại 0772260096 để sở hữu cho mình, cho gia đình mình những cặp loa Mỹ xịn JBL, model là MD212M Bass 30, rất là phù hợp trong tiêu dùng gia đình. Đấy, ngoài ra các bác có thể dùng đi làm sự kiện, các quán cà phê, quán kinh doanh karaoke, quá đỉnh luôn. Vâng, các bác liên hệ với Điện tử Cao Phong số điện thoại 0772260096. Em giao hàng toàn quốc và bao zin bao đẹp cho các bác những cặp loa JBL MD212 này. Nó rất là đẹp. Vâng, cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Chúc các bác của gia đình luôn sức khỏe, hạnh phúc. Các bác xem video, bác nào chưa đăng ký kênh thì mời các bác đăng ký kênh để ủng hộ và trải nghiệm các sản phẩm âm thanh. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Tiếng rất hay luôn, tiếng của nó thì không có đối thủ luôn các bác nhé. Chất âm cực kỳ hay, dòng loa Mỹ xịn JBL.